Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn trở lại với phần 2 của gia đình nhà Mít khi chảnh hành trình quay trở lại Nhật Bản. Thì đây là khi mà mình đã lấy cái hành lý xong rồi ra ngoài cái sảnh chờ ở cái chỗ mà xảy ra cái xe buýt này, cái tàu điện này hoặc taxi để ra để đón để đi ra khỏi sân bay và về nơi các bạn ở hoặc là đi du lịch tham quan các bạn nhé. Đây ở ngoài cái sảnh đấy rất là sạch sẽ. Và ở đây thì đang có khá là nhiều đoàn, kiểu đoàn du lịch ấy. Người ta đang chờ để tập hợp và người hướng dẫn để gọi là tập hợp mọi người lại để dặn dò và các cái thủ tục cần thiết đấy các bạn. Đây là bạn Mít nhé. Bạn Mít thì đã ăn uống sữa rồi nhưng mà không mua được cơm nắm cho bạn ý nên là bạn ý ăn tạm cái bánh gạo các bạn. Đây là cái sảnh đấy, thì bây giờ là mình sẽ có thời gian thì mình sẽ đi xung quanh này để cho các bạn thấy là được cái sảnh chờ bên sân bay Narita của Nhật Bản thì nó sẽ trông như thế nào các bạn nhé. Cái sảnh này là sảnh chờ ngoài rồi nhé. Sảnh gì mà đã lấy hành lý các kiểu ra để chờ ra xe buýt hoặc là taxi hoặc là đi tàu các bạn nhé. Đấy thì sảnh rất là sạch sẽ mà mọi người buổi sáng thì không khí rất là trong lành mát mẻ. Các bạn bây giờ đang ở Nhật Bản thì đang chuẩn bị vào thu rồi, thời tiết rất là mát mẻ luôn và phong cảnh thì khá là đẹp các bạn. Trong thời gian tới mình sẽ quay một số cái video về mùa thu ở Nhật Bản nhé. Ở xung quanh cái núi Phú Sĩ thì mong các bạn ủng hộ. Và trong cái sảnh này đấy thì những cái chỗ này thì là sẽ là cái chỗ mà cửa đi ra các chỗ xe buýt các kiểu đấy các bác. Rất là yên tĩnh và sạch sẽ. Rất là sạch sẽ nha các bạn. Sau khi chờ khoảng độ 30 phút thì là anh lái xe cũng đã tới và bọn mình đã lên xe các bạn nhé. Đây đang là hành trình sẽ đi từ sân bay Narita, Nhật Bản về chỗ chung cư mình đang thuê trọ bạn nhé. Các bạn nhé. Thì đây cũng là một anh người Việt ở bên này sẽ làm các cái dịch vụ đưa đón sân bay rồi ấy cho những cái gia đình ở xa như mình, ở xa trung tâm như mình. Còn nếu mà ở gần thì các bạn có thể đi xe buýt hoặc là tàu điện về nhé. Mình ở rất là xa, mình ở tỉnh Yamanashi gần dưới chân núi Phú Sĩ nên là phải cách đến khoảng độ 3 tiếng, phải 3 tiếng lái ô tô các bạn. Sau đây thì mình sẽ xin phép được quay một số cái cảnh bên đường, tức là cảnh đường phố với lại cảnh núi xung quanh cái đường đi về nhà nhé. Các bạn theo dõi nhé. Đường phố ở Nhật Bản thì nó rất là, thứ nhất rất là sạch sẽ, thứ hai là chất lượng đường thì là rất là tốt. Theo mình thấy là cực kỳ tốt luôn ấy. Tức là ví dụ như tốc độ có thể đi được khá là nhanh. Nếu như ở Việt Nam mình với khoảng thời gian đấy thì khả năng phải đến quãng đường đấy thì khả năng phải đến 4, 5 hoặc 6 tiếng. Nhưng ở đây mình đi khoảng 3 tiếng thì khá là xa, nhưng mà so với cái thời gian di chuyển như thế là cũng rất là tốt rồi.
chỗ này là qua một cái cảng ở gần Tokyo bốc dỡ hàng các bạn này, nên là đoạn này xe container vào ra rất là nhiều, nên là mình bị cũng có tắc đường một chút ở đây, gọi là ùn thôi, cũng không đến nỗi tắc. Thế nhưng mà cái đoạn này, cái cầu cảng này rất là lớn các bạn.
cũng một phần tại vì Tokyo thì nó có đông đông dân gần như nhất thế giới rồi, thành 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 phố đấy. Với lại đây có cái cảng Shinkiba, cái này là cái khu công nghiệp của nó, xe tải xe công nó ra vô thường xuyên á. Đúng khu công nghiệp thì nó đâu có cho người dân ở đâu. Anh trên đây chắc không biết cái Shinkiba mà đúng không? Đi 1 tiếng rồi. Nãy đi lúc 8 mấy. 8 mấy 9 giờ. Phán tiếp một xíu nữa. Mong đã tưởng kém.
đất nước Nhật Bản thì là gần như là 33/4 diện tích thì chủ yếu là núi đồi thung lũng các bạn. Thì tại sao dân số Nhật Bản cũng ấy như thế, tại chủ yếu là tập trung ở các thành phố lớn như là Tokyo, Osaka hay là các cái thành phố lớn ấy. Còn nếu mà về các vùng gần nông thôn như này thì các bạn sẽ thấy là xung quanh đều chủ yếu bao bọc là núi, và các cái làng, các thị trấn, thành phố thì ở gần như là bao bọc trong các cái thung lũng. Thế cho nên là đi đâu thì ở Nhật thì đi đâu mình cũng thấy là toàn núi thôi các bạn, núi và phong cảnh, nên là thời tiết phong cảnh rất là đẹp. Vừa rồi về là tháng 6 chị khiếp. Dạ. Bữa cái đợt. Đây các bác, núi Phú Sĩ vào mùa thu các bác này. Thì ở đằng trên chóp núi là có một tí tuyết rồi đấy, tức là khi mà núi Phú Sĩ vào mùa đông thì khi mà có tuyết ấy, thì là nó trông nó sẽ đẹp hơn nhiều. Thế nhưng mà tất nhiên là nó rất là rét, thì nhìn thấy núi Phú Sĩ là cũng sắp gần tới nhà mình rồi. Cái đoạn này là sẽ là đi vào gần cái chỗ siêu thị với lại mà mình hay đi chợ rồi. Thì sắp tới sẽ tới gần tới nhà mình các bạn. Đó, nó bắt đầu có tuyết rồi. Nhanh ha. Có đi đi về về. Đây là siêu thị mà nhà mình, gần nhà mình hay đi siêu thị này các bác này. Hiệu thuốc, siêu thị với các cái đồ dùng gì ở đây đều có hết. Thì hôm nào mình sẽ giới thiệu về siêu thị này các bác theo dõi nhé. Sân ở bên phải đây rồi, đến chung cư mà nhỏ mà mình đang thuê trọ ở đây rồi. Thì đây với chung cư này thì cũng tất cả đều chủ yếu là anh em Việt Nam mình thuê thôi các bạn. Ở chung này chỗ này cũng rất là yên tĩnh và tiện đường, gần đường lớn thì rất là tiện các bạn. Vâng, sau một hồi vật lộn thì toàn bộ hành lý đã được đưa lên tầng 2 rồi. Thì nhà em thì ở tầng 2 các bác, ở cái phòng cuối của tầng 2. Và các bác là view ấy thì là view triệu triệu đô, view Phú Sĩ các bạn.
Rồi sau đây thì là sau một tháng về Việt Nam thì chắc là phòng ốc nó cũng bẩn, cho nên là bây giờ em sẽ cho hành lý vào, sau đấy hai vợ chồng cố gắng dọn dẹp nhà cửa xong nghỉ ngơi các bác ạ. Thì là rất là cảm ơn các bác đã theo dõi cái hành trình quay trở lại Nhật Bản của vợ chồng em. Thì cái quay video thì có nhiều cái không chưa được tốt, mong các bác thông cảm. Và sau đây thì em sẽ ra một số clip về cái cuộc sống và trải nghiệm ở Nhật Bản, mong được sự ủng hộ của các bác, các bạn. Vâng, em vợ chồng em xin chân thành cảm ơn và